Pháp và Đức muốn trao tiền cho Hy Lạp vào cuối tháng này, tin từ Brussels. Bộ trưởng Tài chính Pháp và Bộ trưởng Tài chính Đức nói rằng họ muốn giải ngân số tiền vay của Hy Lạp vào cuối tháng này. Trong cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Pierre Moscovici, nói rằng mục tiêu của Pháp và Đức là tìm được sự đồng ý vào ngày 20 tháng 11 và xuất chi vào cuối tháng. Bộ trưởng Tài chính các nước trong khu vực đồng Euro đồng ý trong ngày hôm qua cho Hy Lạp thêm thời gian 2 năm để đạt mục tiêu ngân sách. Theo mục tiêu ấn định trong tháng 3, Hy Lạp phải đạt thặng dư sơ khởi 4.5% GDP vào năm 2014, nhưng mục tiêu này được đồng ý dời tới năm 2016. Bộ trưởng Tài chính các nước đồng Euro cũng đã tăng thời gian từ năm 2022 để Hy Lạp giảm tiền nợ xuống còn 120% GDP. Nhưng bà Lagarde là chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế chưa đồng ý. Bộ trưởng Tài chính của Đức nói rằng đòi hỏi giảm tiền nợ xuống còn 120% GDP vào năm 2020 là đòi hỏi quá cao.